Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp nhận 25 token NFT cơ khoảng 50 đô nha tất cả các bạn cho dự án này các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join in group kênh Chiller nha các bạn. Tờ Twitter thì các bạn follow và retweet tăng 3 người bạn nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào nữa các bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Airdrop này các bạn nhận 25 token NFT khoảng 25 đô luôn. Photo mình cũng chưa biết con nào các bạn like nhé các bạn. Rồi các bạn tự quyết dưới bình luận các bạn. Thì khi nào tôi cần nó phân phối nó sẽ đích sản nào thông báo sau cho tất cả các bạn nha các bạn. Tại Twitter thì các bạn tăng ba các bạn vào. Thường thì các bạn tăng những người bạn nào thường xuyên đó các bạn. Rồi các bạn tự quyết nha các bạn. Rồi sau khi các bạn tự quyết xong các bạn mới đáp lại nha các bạn. Thì các bạn khai báo thông tin nha các bạn. Đầu tiên thì email thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha các bạn. Username thì họ và tên của bạn các bạn tự đặt nha các bạn. Tiếp tục thì tại Twitter thì các bạn điền username tại Twitter của mình nha bạn. MMO của anh. Các bạn vào trang cá nhân thì các bạn sẽ gặp tại Twitter của các bạn. Tiếp tục là username Telegram nha các bạn. Thì các bạn mở Telegram lên ra các bạn. Bạn nhập cho bạn vào trong cùng các bạn. Các bạn nhập vào setting các bạn. Thì các bạn sẽ gặp username chỗ này các bạn. Bạn nào chưa cài đặt username thì tự cài đặt các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. A cộng anh 1133. Tiếp tục là chạy trên tảng TC20 nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ John Lin nha các bạn. Hoặc địa chỉ chocolate cũng được. Miễn nhà chạy tảng TDX nha các bạn. BTC9. Rồi các bạn bấm vào reset này các bạn. Các bạn copy địa chỉ nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Các bạn bắt ở đây nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm gỡ nha các bạn. Bấm join này gấp chứ. Rồi ok. Rồi các bạn gì việc lấy liên ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân mình đã nhận 25 token NFT nha các bạn. Các bạn gì copy liên ghép này chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm thêm token nữa các bạn. Vậy mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình và các bạn đừng quên bấm nút like đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.